Nhân khóa bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì năm 2024, chiều ngày 30 tháng 6, 2024, nhằm ngày 25 tháng 5 năm Giáp thìn Đoàn cán bộ công an tỉnh Kiên Giang do Thượng tá Phạm Thị Cúc, Phó trưởng phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội làm trưởng đoàn, đã đến Chùa Phật Quang Phổ Chiếu, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất để triển khai, tuyên truyền công tác phối hợp toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đến Chư Tôn Đức Tăng Ni trụ trì trên địa bàn tỉnh. Tại đây, các thành viên trong đoàn đã giới thiệu đến chưa tôn đức các công tác an ninh mạng, chuyển đổi công nghệ số luật căn cước. Luật an ninh mạng Việt Nam được giao cho Bộ Công an chủ trì, soạn thảo để khắc phục những tồn tại hạn chế cơ bản trong công tác an ninh mạng, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia. Luật này được biểu quyết thông qua vào năm 2018. An ninh mạng được định nghĩa là sự bảo đảm hoạt động trên không gian mạng, không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân, đảm bảo sự an toàn xử lý các hành vi xâm phạm đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Luật căn cứ được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ 6, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, 2024. Thông tin tích hợp vào thẻ căn cứ gồm thông tin thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, giấy khai sinh, thực hiện thủ tục hành chính dịch vụ công các giao dịch và hoạt động khác thông qua ứng dụng vneid qua đó giúp chư tăng ni được nắm rõ các công tác chủ trương được triển khai trong thời gian tới để cùng phối hợp thật tốt với bộ công an tuyên truyền và củng cố để cùng xây dựng khối đại đoàn kết đoàn dân tộc